Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, chính thức triển khai từ tháng 11 năm 2014, tới nay thì đã có 53 thủ tục hành chính của 11 bộ ngành kết nối cơ chế một cửa quốc gia. Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN bước đầu đã thực sự mang lại những hiệu quả to lớn trong công tác cải cách hành chính. Sau 4 năm thì đã có 1,34 triệu hồ sơ được xử lý với 22,8 nghìn doanh nghiệp tham gia trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Thông qua cơ chế này thì doanh nghiệp đã được hưởng lợi về thời gian, chi phí và nhân lực. Song doanh nghiệp vẫn còn những vướng mắc cũng như là những kỳ vọng được hỗ trợ một cách thuận lợi nhất từ các bộ ban ngành. Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập đến trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia. Trước hết thì mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây. Tổng cục Hải quan cho biết, cơ chế một cửa quốc gia đã được triển khai chính thức từ tháng 11 năm 2014. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 5 năm 2018, có 299.000 bộ hồ sơ của gần 3.200 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia. Việt Nam cũng là thành viên tích cực trong khu vực tham gia cơ chế một cửa ASEAN. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Việt Nam là một trong 5 quốc gia đầu tiên trong khu vực thực hiện chính sách một cửa ASEAN cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2018, 11 bộ ngành đã kết nối và thực hiện 53 thủ tục hành chính với 1,34 triệu hồ sơ của 22.800 doanh nghiệp được xử lý thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Riêng Bộ Tài chính, tất cả các quy trình thủ tục hải quan đã kết nối cơ chế một cửa quốc gia và được tự động hóa ở mức độ rất cao với 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh năm 2017, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu Việt Nam đối với hàng xuất khẩu giảm 3 giờ từ 58 xuống 55 giờ, đối với hàng nhập khẩu giảm 6 giờ từ 62 xuống 56 giờ. Chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho một lô hàng giảm 19 đô la Mỹ. Ước tính trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu đô la Mỹ cho thủ tục thông quan, tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu với 5,36 triệu tờ khai xuất khẩu và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu với 5,72 triệu tờ khai nhập khẩu. Bộ Tài chính cũng cho biết, trong năm 2018, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành triển khai mới 130 thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia theo Nghị quyết số 19 năm 2018 của Chính phủ và phấn đấu đạt 143 thủ tục hành chính theo kết quả rà soát và cam kết mới nhất của các bộ ngành. Thưa quý vị, việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia bước đầu đã thực sự mang lại những hiệu quả to lớn trong công tác cải cách hành chính. Thông qua cơ chế một cửa quốc gia, thì doanh nghiệp không còn phải trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính. Nhờ đó thì giảm được chi phí thời gian, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa và xây dựng nền hành chính công khai minh bạch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như là nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước. Mời quý vị đến với ghi nhận sau đây. Chuyên sản xuất các sản phẩm thiết bị điện, điện tử và viễn thông. Theo chia sẻ của doanh nghiệp này, với đặc thù kinh doanh riêng là nhập khẩu một số linh phụ kiện điện tử từ Trung Quốc. Từ khi khai báo thủ tục nhập khẩu trên một cửa đã nhanh chóng, thuận lợi và không mất quá nhiều thời gian. Rất nhanh và hiện đại. Khi mà thao tác thì trên hệ thống nó hỗ trợ nhiều cái thông tin khai tự động cho nên là giúp doanh nghiệp hạn chế được sai sót trong quá trình nhập liệu. 15 đến 20 là số tờ khai mỗi ngày doanh nghiệp này đăng ký khi thực hiện khai báo thủ tục hải quan và nhận kết quả kiểm tra trên hệ thống cơ chế một cửa quốc gia. Doanh nghiệp tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, các quy trình được đơn giản hóa hơn. Hiện tại doanh nghiệp cũng không có tốn nhiều thời gian để đi ra làm việc với viên chức hải quan về việc thông quan các tờ khai. Doanh nghiệp có thể chủ động trong việc khai hải quan và hệ thống thông quan cũng rất là suôn sẻ và thuận lợi, chủ động 24/24. Đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 được thực hiện từ tháng 10 năm 2017. Đây là bước đột phá trong công tác thu nộp thuế và thu khác, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có thể kết nối Internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa. Sau 8 tháng triển khai đề án, theo thống kê của Cục Xuất nhập khẩu, đến hết tháng 6 năm 2018, tổng số tiền thuế thu qua cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 đạt 5.443 tỷ đồng với tổng số giao dịch là 33.308 giao dịch. Trong một cái bối cảnh thuận lợi là ngành hải quan thì tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính. Đấy, thể hiện qua cái việc là sửa đổi các cái văn bản quy phạm pháp luật
cũng như là triển khai các cái đề án, chương trình công tác trọng tâm và có ứng dụng công nghệ thông tin để nhằm tạo thuận lợi cho cái việc làm thủ tục hải quan, và qua đó thì để rút ngắn cái thời gian thông quan hàng hóa và từ đó thì thúc đẩy cái hoạt động thương mại phát triển. Việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia cũng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường tính minh bạch rõ ràng, giảm sự tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Tối giản đầu tiên về thời gian. Cái thứ hai là các cái công cụ hoặc là nó liên thông giữa các thủ tục với các bộ ngành, nó cũng được nhanh hơn. Cái quan trọng nhất ở đấy, bên ngoài cái chuyện về hội nhập, đó là các doanh nghiệp sẽ được sử dụng điện tử hóa hoàn toàn để giúp cho cái việc là tối giản hóa về thời gian, rút ngắn thời gian, và đấy chính là chi phí, đấy chính là năng lực cạnh tranh. Hơn 90% các thủ tục hải quan đã thực hiện trên cơ chế, trên cái hệ thống tin học rồi. Và thực tế hiện tại thì toàn bộ cái việc mà thông quan đối hải quan là thực hiện trên cái nền tảng phi giấy tờ đối với những cái thủ tục luồng xanh, trên 90% thanh toán điện tử giữa các cái ngân hàng thương mại với lại cái cơ quan hải quan và kho bạc rồi. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế một cửa cũng đã khắc phục và ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu có thể xảy ra, góp phần phòng chống tham nhũng. Tiếp tục cải cách hiện đại hóa ngành hải quan, thì trong đó là vừa tham mưu và đang xây dựng các cái quy trình nghiệp vụ, rồi sắp xếp tổ chức bộ máy để thực hiện cái nghị định 59 và thông tư 39 của Bộ Tài chính. Và theo đó thì đổi mới cải cách về cái kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, tăng cái tỷ lệ là kết nối dữ liệu điện tử giữa cơ quan hải quan với các doanh nghiệp cũng như là các bộ ngành thông qua cái cơ chế một cửa quốc gia. Đặc biệt là ở đây thì đổi mới cái phương thức quản lý hải quan đối với cái doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu cũng như là các cái doanh nghiệp xuất khẩu. Thay vì là đăng ký quyết toán thanh khoản theo từng lô hàng, theo từng định mức như trước đây, thì sẽ quản lý trên cơ sở cái kết nối dữ liệu giữa cơ quan với doanh nghiệp. Dù nhiều bộ ngành nỗ lực kết nối cơ chế một cửa quốc gia, nhưng thực tế triển khai còn nhiều hạn chế, khiến số lượng thủ tục thực hiện còn ít, chiếm 53 trên 283 thủ tục, đạt gần 19%. Doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều chi tiết nhỏ do không có tần suất làm việc thường xuyên, và doanh nghiệp cũng chưa quen dùng, dẫn đến doanh nghiệp còn lúng túng trong việc triển khai. Đồng hồ sơ cơ chế một cửa rồi, nhưng trong đó có liên quan đến Bộ Nông nghiệp, có liên quan đến Bộ Y tế, là phải chạy về cái cơ quan quản lý của Bộ Nông nghiệp hay của Bộ Y tế trình bày là hồ sơ của tôi đã nộp rồi đấy, trong đó có vấn đề này thì các anh có cần giấy thì để tôi trình cho các anh nốt. Thế xong thì họ xem xong họ mới lại gửi một cái thông tin sang qua mạng điện tử sang với cơ chế một cửa rằng tôi đồng ý. Như vậy là một cửa nhiều chìa, nó chưa thông thoáng. Trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động thương mại, mới đây tại hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng không dựa vào kiểm tra chuyên ngành để gây chậm trễ trong lưu thông hàng hóa. Phấn đấu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%, rà soát cắt giảm đơn giản hóa 50% thuộc danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Cho nên tiêu chí phương pháp kiểm tra rất quan trọng, trừ trường hợp hàng hóa đặc thù mà thôi. Để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nghị quyết 19, cần tăng cường hơn nữa kết nối kịp thời và hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, nâng cao mức độ công nhận kết quả kiểm tra giữa các đơn vị chức năng, khuyến khích cơ chế hợp tác và phản biện từ phía doanh nghiệp và cộng đồng. Con số hơn 30% doanh nghiệp đã tham gia cơ chế một cửa quốc gia thể hiện những lợi ích mà cơ chế này mang lại. Tuy nhiên, những vấn đề gì khiến cho doanh nghiệp đang còn lo lắng? Doanh nghiệp kỳ vọng gì từ các bộ ngành trong việc kết nối các thủ tục hành chính với cơ chế một cửa quốc gia? Mời quý vị cùng theo dõi ý kiến của doanh nghiệp chuyên gia ngay sau đây. Ngoài cái phần điện tử, một cửa quốc gia như là vẫn một chứng từ giấy, trong đó có phần là cái chứng từ điện tử chuyển thành chứng từ giấy. Và thứ hai là nộp chứng từ giấy, và chúng tôi thì không nên. Đã ở đây là một cửa quốc gia chỉ giải quyết trên cơ sở điện tử thôi. Còn nếu như còn những phần mà chưa điện tử được thì cái đó làm việc với các bộ quản lý chuyên ngành. Kiểm tra chuyên ngành ở đây thì trong nghị định chỉ đặt ra vấn đề là kiểm tra chuyên ngành thôi. Nhưng thực ra là trong điều chỉnh là kể cả phần quản lý của các bộ rất là nhiều. Cho nên chúng tôi cho rằng cái chỗ này phải điều chỉnh cả quản lý và kiểm tra chuyên ngành. Các cơ quan chuyên ngành xem xét lại những cái hàng hóa nào cần thiết kiểm
thì kiểm. Hàng hóa nào mà chúng tôi có mang tính chất lặp đi lặp lại và nó chưa bao giờ có cái vấn đề xảy ra là không đạt chất lượng hết. Cho nên là đề nghị cơ quan hải quan phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để xem xét lại cái vấn đề này để rút ngắn lại thời gian cho doanh nghiệp hơn. Cần thiết là Ủy ban của Chính phủ, Ủy ban một cửa quốc gia này có một cái cơ chế nó mạnh hơn. Đó là một cái ban thư ký thực sự mạnh để thúc đẩy và để hỗ trợ cho các bộ có thêm được các cái động lực, có thêm được các cái gọi là nguồn lực để mà làm nhanh chuyện này. Bởi vì bên cạnh cái chuyện là về cái nguồn lực hoặc cơ sở hạ tầng còn hạn chế thì chúng tôi cũng hiểu rằng có những cái nó động chạm vào những cái quyền lợi mà khi mà phải đưa lên điện tử hóa để mà không còn sự gặp mặt giữa công chức với lại doanh nghiệp. Cần cải tiến thêm về mặt kỹ thuật để cho doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm tra và truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng để có thể là giảm thiểu được cái việc quản lý bằng thủ công. Phải sửa đổi rất nhiều thứ mới dẫn tới kết nối, mà lúc đó mới kết nối thực chất được. Phải làm từ dưới lên. Và bây giờ làm như tôi nói là phải làm số hóa nó. Cần một người làm và nên là doanh nghiệp làm. Doanh nghiệp đầu tư thiết lập cái hệ thống này. Doanh nghiệp sửa đổi từ đầu tư số hóa này mới dẫn đến là sửa cái gì? Tức là làm thế này, xuất phát từ yêu cầu cuộc sống này để thay đổi này. Dẫn tới phải sửa cái gì, văn bản nào và sửa thế nào thì cũng phải sửa đồng thời. Cho đến thời điểm này thì các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động xuất nhập khẩu chúng ta vẫn cao gấp 3 lần so với các cái nước ASEAN 4. Và điều đó cho thấy là những cái nỗ lực là chưa đủ mức và chúng ta vẫn có cái dư địa rất lớn trong cái cải cách hành chính trong cái lĩnh vực này. Và sắp tới thì cái yêu cầu có một cái sự phối hợp đồng bộ hơn của các bộ ngành trong việc giảm một cách thực chất các cái điều kiện kinh doanh và các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh. Thưa quý vị vừa theo dõi phần 1 chuyên đề tài chính thuế về cơ chế một cửa quốc gia. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo về chủ đề này trên kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.